Số email của máy là 7772 như mọi người thấy trên màn hình. Bỏ bao nhiêu đâu mày? À, bỏ bỏ đi. Quay. Đây là phải cho lên bàn nhiệt rồi thì mới tháo được. Dòng này không cho được nước tách. Cho nước tách nó... Nước tách mà nó vào màn là Hỏng màn. Ở đây máy bên trong đây mọi người nhé, chuẩn chỉ là máy mở ra lần đầu tiên, trong máy rất là sạch đẹp, không có dấu hiệu xử lý của thợ, phần nào bằng kim loại thì sáng bóng. Đây là quy tím, quy tím vẫn còn và trắng. Phần nào có siêu màu đen thì rất là sạch, không có dấu hiệu xử lý của thợ nào cả. Mọi người có thể thấy là pin zin, siêu pin rất là đẹp. Sạch đẹp không tì vết mọi người nhé. Đây là IC của màn. IC này chưa có dấu hiệu khò ra và hàn lại. Đệm cao su ở trên màn. Em quay rất là sát cho mọi người xem nhé. Xin chân thành cảm ơn anh Trần Trung Sơn ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã tin tưởng đặt hàng của Tu Vân Mobile cây máy này.